Có nên giải ngân mua thêm vàng lúc này hay không là câu hỏi mà rất nhiều người đang băn khoăn. Lý do tại sao mọi người lại băn khoăn là bởi vì trong những ngày vừa qua thì giá vàng đã có một đợt giảm không hề ít một chút nào. Thị trường chứng khoán Mỹ đã suy giảm rất mạnh trong ít ngày vừa qua, thể hiện được cái việc đó là quả bong bóng công nghệ .com đã trở thành hiện thực và nó đang gây tác động lên thị trường chứng khoán của Mỹ. Tuy vậy thì giá vàng cũng vì thế mà bị ảnh hưởng và trong chỉ vài vài phiên trở lại đây thôi, chúng ta đã thấy là giá vàng đã giảm từ mốc 1960, 1970 mà có những thời điểm đã chạm cái mốc 1850. Như vậy là đã giảm hơn 100 đô, 110 đô trên một one ounce. Tuy vậy thì giá vàng trong nước chỉ suy giảm ở tính trên cái giá bán ra thì đâu đó khoảng tầm 2 triệu đồng. Thời điểm cao điểm của giá vàng thì bán ra khoảng tầm 57 triệu 200 nghìn. Và thời điểm thấp điểm vừa rồi thì giá vàng chạm cái mốc trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm qua là 55 triệu trên một cây. Như vậy nhiều người bảo là giá vàng thế giới giảm, giá vàng trong nước không giảm. Như vậy là không công bằng. Thứ nhất, không công bằng là ở chỗ thế này. Rõ ràng là giá vàng trong nước hiện nay và trước đây đều cao hơn giá vàng thế giới theo cái cách quy đổi, và được cho rằng là lý do là bởi vì thuế phí và các loại chi phí khác. Tuy vậy thì một cái nghịch lý xưa nay chúng ta vẫn thấy, đó là giá vàng ở trong nước thì luôn cao hơn thế giới. Còn cái việc thế giới giảm hơn 100 đô thì trong nước cũng giảm hơn 2 triệu đồng. Điều đó là chúng ta nhìn thấy biên dao động giữa giá mua và giá bán hiện nay thì nó đã thu hẹp, nó nằm ở khoảng tầm 400 đến 500 nghìn đồng, chứng tỏ rằng là các tiệm vàng đang sẵn lòng thu mua vàng của anh chị và các bạn. Với buổi sáng ngày hôm nay vào lúc 11 giờ ngày 25 tháng 9 thì giá vàng SJC đang được mua vào với mức là 54 triệu 750 nghìn và mức bán ra là 55 triệu 250 nghìn. Thấy giá thì có phần giảm, nhưng có một điều mà chúng ta cần phải làm rõ, đó là trước đây thì trong một cái phiên giao dịch của ngày 12 tháng 8 thì phải, thì giá vàng thế giới đã giảm về 1860 đô. Thì giá vàng trong nước có một thời điểm mà Thắng đã làm một cái video, đó là đi rút tiền để đi mua vàng, thì nó có giá 51 triệu 200 nghìn. Còn trong buổi chiều ngày hôm qua thì giá vàng có thời điểm có lúc đã giảm về tới 1850, nhưng buổi sáng ngày hôm nay không những là giá vàng giảm mà giá vàng còn có khuynh hướng tăng lại, và mức giá chốt phiên thấp nhất của giá vàng trong cái đợt suy giảm thứ hai này nó lại chỉ nằm ở 55 triệu. Vậy điều gì nó đang diễn ra ở đây? Thì rất nhiều những cái thông tin liên quan đến câu chuyện nó là trong nước kìm hãm giá. Về cơ bản chúng ta biết điều này đã từ cách đây 2-3 tháng trước rồi, chứ không phải đến bây giờ. Đó là cái đợt mà giá vàng giảm về 1740 thì phải, tôi nhớ nhầm thì là 1740 đúng không anh chị bạn, 745 gì đấy, hay là 1645 nhỉ, 1745 của cái hai giai đoạn tháng 3 năm 2020 thì giá vàng trong nước giai đoạn đó cũng không giảm, và điều hiện nay nó đang diễn ra là như vậy. Vấn đề chúng ta là có nên mua vào hay không, thì mua vào hay không không liên quan đến câu trả lời là mua hay không mua, mà chúng ta cần phải lưu tâm một điều như này. Thứ nhất, trong cái quá trình giao dịch của anh chị và các bạn, tức là cái phương pháp và cách thức giao dịch của anh chị và các bạn, chúng ta cần phải hiểu và phải nắm được một vấn đề như sau. Giả định như anh chị và bạn chưa mua vàng bao giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể mua thí điểm, giống như kiểu vừa rồi Thắng có làm một video mua vàng. Thắng đã nói rõ trong video luôn rồi là tiền của Thắng mua vàng là tiền nhàn rỗi, Thắng hoàn toàn có thể để 10 năm, thậm chí 20 năm để dành cho con, cưới vợ. Thì đó là chỉ là một phần trong số những gì anh chị có thể mua. Và nếu giá giảm trong khoảng hiện nay nó không ảnh hưởng gì đến Thắng cả, bởi vì một tháng hoặc một quý Thắng mới cập nhật giá một lần, và điều giảm trong một vài phiên nó không hề ảnh hưởng gì đến câu chuyện của Thắng mua vàng 500 triệu vừa rồi mới làm video như vậy. Điều thứ hai, khi nào thì ông Thắng mua tiếp, giảm ông Thắng có mua không? Câu trả lời là giảm thì Thắng sẽ không mua. Lý do là bởi vì Thắng kinh doanh và đầu tư trong cái trạng thái tức là thoải mái và vui vẻ, nên nếu giảm, trừ trường hợp là Thắng tiếp tục dư tiền để rất là lâu, hoàn toàn sẵn sàng có thể để rất lâu, kiểu như là tiền nhàn rỗi không có làm gì cả, để 1 năm, 10 năm, 20 năm cũng không phải vấn đề, thì mua. Còn nếu như chị bạn bảo là mua để kinh doanh chênh lệch giá để kiếm lời ngắn hạn, hoặc là bảo mua để cho cái trạng thái cảm xúc nó thoải mái, thì không mua. Lý do tại sao lại không mua là bởi vì thế này: chúng ta chỉ mua khi chúng ta cảm thấy thoải mái thôi, tức là khi giá vàng của chúng ta mua
là cái giá phải cao hơn cái đợt mua đầu tiên, cao hơn hoặc là nhỉnh hơn so với đợt mua đầu tiên, thì nó đem lại trạng thái cảm xúc của chúng ta như sau. Thứ nhất, khi chúng ta mua ở cái trạng thái cảm xúc như vậy thì cái đợt mua đầu tiên chúng ta có lời. Đợt mua thứ hai, khi mà giá có khuynh hướng vượt cái đợt mua đầu tiên thì nó có khuynh hướng tăng nhanh hơn so với câu chuyện là anh chị bạn thấy giảm và chờ khi nào nó tăng lại, thì câu chuyện đó rất khó có thể nói được. Đôi khi nó giảm nó còn có thể giảm thêm. Và khi nó giảm như vậy thì điều thứ nhất nó xảy ra đó là cái khoản mua đầu tiên của anh chị và các bạn bị lỗ. Đúng không ạ? Khoản mua đầu tiên của anh chị và các bạn bị lỗ thì anh chị và các bạn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng anh chị và các bạn vẫn tiếp tục quyết định mua thì đồng nghĩa với câu chuyện anh chị và các bạn đã chịu đau ở khoản mua đầu tiên, lại tiếp tục mua ở cái giá thấp hơn khoản mua đầu tiên. Thì điều có hai điều xảy ra. Thứ nhất, nếu như nó tăng lại thì anh chị và các bạn cảm thấy vui cho cái khoản đầu tiên nhưng vẫn bị đau cái khoản vui cho cái khoản mua thứ hai nhưng bị đau ở khoản mua đầu tiên, thì cảm xúc của anh chị và bạn cũng chẳng mấy gì là vui vẻ. Và nếu trung bình giá thì anh chị và bạn đôi khi vẫn có lỗ vì khoản mua đầu tiên có thể hơi cao, ví dụ thế. Nhưng nếu như trong trường hợp mà giá vàng nó giảm, nó còn giảm thêm nữa, thì anh chị và các bạn sẽ chịu hai nỗi đau. Nỗi đau thứ nhất là nỗi đau mất tiền của khoản mua đầu tiên, nỗi đau thứ hai là nỗi đau mất tiền của khoản mua thứ hai. Và nếu tiếp tục nó giảm nữa mà anh chị lại tiếp tục mua khoản mua thứ ba, thì anh chị và các bạn sẽ chịu ba cái nỗi đau. Cái khoản mua đầu tiên sẽ bị đau nhất bởi vì nó là mua cao nhất, sau đó giá thấp hơn nữa anh chị mua thì sẽ bị sang cái khoản đau thứ hai, sau đó mua khoản đau thứ ba. Chúng ta sẽ lần lượt chịu các cái nỗi đau, và nỗi đau mà đau quá không chịu được nữa là khoản mua đầu tiên, rất dễ anh chị và bạn sẽ đem ra bán. Đó là lý do rất ít anh chị và các bạn được khuyên rằng là không mua cân bằng giá xuống hoặc là mua khi giá xuống. Và không nên làm chuyện đó nếu như đó không phải là khoản mua đầu tiên. Nếu khoản mua đầu tiên thì nó là câu chuyện thí điểm thì anh chị và các bạn càng thấp càng tốt. Nhưng đã mua rồi mà tiếp tục mua nữa thì không nên, mà hãy chờ cho giá nó vượt qua cái giá mua của khoản mua đầu tiên. Nhiều người sẽ nói với Thắng rằng là ông có bị hâm không Thắng? Ông mua như vậy thì mua giá cao làm sao có giá thấp được? Không hề. Chúng ta mua để có lời và cảm thấy vui vẻ. Đầu tư là để vui vẻ chứ đầu tư không phải là để hành xác. Đầu tư không phải là để hành xác. Do đó chúng ta sẽ không mua, ngoại trừ trường hợp, chỉ một trường hợp duy nhất, đó là khoản mua đầu tiên thì giá càng rẻ càng tốt. Ngoại trừ trường hợp thứ hai, đó là tiền không dùng đến cho 10 năm, 20 năm, mua phút đó và không bao giờ suy nghĩ đến nó và không có nhu cầu chốt lỗ, cũng chẳng phải lăn tăn. Một tháng cập nhật giá một lần cũng được, một quý cập nhật giá một lần cũng được, không phải bao giờ phải quan sát cái giá vàng nữa thì mua. Khoản mua thứ hai, thứ ba gì đấy cũng đều mua được. Nhưng nếu mà vẫn nhăm nhăm với cái câu chuyện mua chỉ để trong vòng khoảng tầm vài tháng là để kinh doanh trên lệch giá thì không nên mua. Chỉ mua khi nó tăng. Nó tăng như vậy thì xu hướng tăng nó sẽ mạnh hơn và sẽ trong ngắn hạn sẽ được lợi nhiều hơn. Còn mua để mà chờ nó tăng thì chưa biết khi nào nó tăng. Và đôi khi nó không tăng nó lại giảm tiếp. Thì như tôi đã vừa giải thích ở đầu video, anh chị và bạn hiểu không ạ? Như vậy là chúng ta đầu tư kinh doanh là đầu tư thứ nhất là để có lời, thứ hai là để có sự thoải mái, thứ ba là để chúng ta có thể nhanh chóng thu hoa lợi. Chứ còn chúng ta đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, chúng ta phải làm rõ với khả năng và cái năng lực của bản thân mình về tài chính. Xem mua là để bao lâu, mua để như thế nào và giải ngân từng khoản và cách thức giải ngân, sức chịu đựng của chúng ta. Cảm thấy anh chị và các bạn bảo ok, mua tiếp, lỗ tiếp, không cảm thấy đau, đó là sức chịu đựng của anh chị và các bạn mạnh mẽ thì anh chị và các bạn có thể giải ngân. Còn nếu như cảm thấy đau thì không nên. Còn để đoán được thị trường, Thắng thường xuyên đoán sai về mặt ngắn hạn. Nên anh chị và bạn khỏi lo là cái câu chuyện chúng ta hoàn toàn có thể sai, có thể đúng. Nhưng anh chị sai trong và cái câu chuyện anh chị đúng thì được bao nhiêu tiền, cộng với câu chuyện anh chị bạn sai thì có ảnh hưởng gì đến anh chị và bạn không? Đó là điều rất rất quan trọng. Đó là điều anh chị và các bạn cần nắm. Đó là điều anh chị và các bạn cần phải suy nghĩ. Chứ đừng có cẩu thả mua và cố gắng không mua cân bằng giá xuống. Đó là điều Thắng muốn chia sẻ, muốn trao đổi với chị và bạn. Hy vọng là những chia sẻ trong khoảng 10 phút ngắn gọn như thế này giúp ích cho anh chị và bạn, làm cho anh chị và bạn cảm thấy thoải mái, làm cho anh chị và bạn cảm thấy có định hướng hơn. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và bạn. Và đừng quên để lại cho Thắng một cái like cho video này, cũng như là nhớ đăng ký kênh ở cái vòng tròn màu vàng có chữ Kinh tế và Cuộc sống. Anh chị kích vào đó để đăng ký kênh để có thể ủng hộ thêm trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại.